Chiều ngày 4 tháng 10, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại phòng kinh tế hạ tầng huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy, lãnh đạo phòng nội vụ huyện cùng các đồng chí lãnh đạo công chức phòng kinh tế hạ tầng huyện. Tại buổi lễ, lãnh đạo phòng nội vụ huyện đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc bổ nhiệm đồng chí Đào Thị Thùy, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng huyện giữ chức vụ Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Đào Thị Thùy. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của đồng chí Đào Thị Thùy trong thời gian qua và mong muốn đồng chí Đào Thị Thùy trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm công tác, xây dựng tập thể phòng kinh tế hạ tầng đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Huyện ủy và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Đào Thị Thùy, Phó phòng kinh tế hạ tầng huyện cảm ơn sự tín nhiệm của huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, học tập về mọi mặt và sẽ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức phòng kinh tế hạ tầng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.